Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra thông báo về việc nghỉ lễ Tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội. Theo đó, thì dịp Quốc khánh năm nay, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp. Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2016 rơi vào thứ Sáu, cộng với 2 ngày cuối tuần. Do vậy, cán bộ, công chức và người lao động sẽ được nghỉ liên tiếp 3 ngày. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho biết, trong trường hợp các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, thì căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp đúng với pháp luật. Để chào mừng 71 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong dịp này, nhiều sự kiện quan trọng được tổ chức trên cả nước, đặc biệt là thủ đô Hà Nội.